Xin chào mọi con. À, hôm nay thầy sẽ trình bày cho chúng ta thêm một cái bài toán trong phần à, toán lớp 11 mà liên quan tới bài toán lãi kép. Đó là gì? Đó là gửi thêm tiền hàng tháng. Chúng ta đã có một video nói về bài toán lãi kép cơ bản rồi, theo công thức chuẩn của sách giáo khoa. Đó là gì? Bài cơ bản nhá. Bài cơ bản. Chúng ta có gốc là A triệu đồng hoặc là nghìn đồng hay gì đó thì tùy bao nhiêu tỷ cũng được nhưng mà ta sẽ tạm bỏ cái đơn vị đi bỏ qua cái đơn vị chúng ta chỉ quan tâm tới cái giá trị của nó thôi gốc là a lãi suất lãi suất mỗi một kỳ hạn có thể là 3 tháng 6 tháng hay là một tháng nhưng mà lãi suất trên một kỳ là r nhá r là tính theo phần trăm rồi số kỳ hạn số kỳ hạn là n được không nào đấy Thế thì sao? Thế thì sau cuối cùng ta sẽ có số tiền bằng A nhân 1 cộng R mũ N. Đó, bài toán của mình như vậy. Được không? Rồi người ta sẽ xoay quanh ba cái yếu tố A, R và N. Nếu như người ta cho số tiền gốc, người ta cho lãi suất và người ta cho số kỳ hạn là mình sẽ tìm ra được tổng số tiền. Ngược lại, người ta có thể cho T là tổng số tiền mong muốn người ta cho lãi suất và cho số kỳ hạn người ta bắt tính A là số tiền gốc cần gửi vào cũng được bốn yếu tố này nôm na là cứ cho 3 thì hỏi một nhá mấu chốt của bài cơ bản là có bốn yếu tố có bốn yếu tố T A R và N rồi bài tập là cứ cho 3 yếu tố cho 3 yếu tố và hỏi một yếu tố đây chính là bài cơ bản xong bây giờ có một dạng bài nâng cao hơn một tẹo đó là gì đó là rất là thực tế khi mà chúng ta có một số tiền gốc là a chúng ta đem gửi vào ngân hàng với lãi suất là r số kỳ hạn là bao nhiêu tháng đó thôi bây giờ ta cứ gọi là tháng cho nó dễ nhá nhưng mà thực tế là sau khi gửi xong mình về nhà mình đi làm tiếp mình sinh hoạt mình sinh sống bình thường một tháng sau mình lại dư ra một số tiền ví dụ tự dưng tháng này ăn tiêu tiết kiệm mình dư ra được 5 triệu mình lại có nhu cầu là cầm 5 triệu này gửi tiếp vào trong ngân hàng và vẫn gửi vào cái gói kia. Thế thì sao? Trong tháng tiếp theo mình lại gửi thêm 5 triệu, tháng tiếp theo mình dư tiền mình lại gửi thêm 5 triệu thì công thức tính là gì? Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng rồi cuối cùng sẽ học thuộc lòng. Được không? Ok, bây giờ tình huống như thế này. Cũng có gốc là A. Cũng có lãi suất là R. Lãi suất là R và mỗi tháng đấy, mỗi tháng lại gửi thêm gửi thêm là m có thể là triệu hoặc là gì đó thì tùy nhá gửi thêm là m hỏi sau n tháng ta cứ nói chung là tháng đi cho nó nhanh còn sau này vào bài tập thì nó là n kỳ hạn thì tùy bọn con phải linh hoạt mà thay đổi nhá n tháng thì có bao nhiêu đấy bây giờ bắt đầu mình làm thế này cho dễ hiểu này ban đầu này nhá ban đầu được không đi gửi và sau một tháng thì mình có hai chấm a nhân một cộng r cái công thức này thì không phải nói nhiều nữa a nhân một chính là gốc và a nhân r chính là lãi cả gốc và lãi chính là a nhân một cộng r bởi vì nó là sau một tháng một tháng tức là nó mũ một đấy thế nhưng mà cuối cái tháng này tức là mình trong cái lúc mà sau một tháng này này là ngày cuối cùng của cái tháng đó thì chúng ta lại gửi thêm gửi thêm m m triệu chẳng hạn thế thì kết quả sẽ là a nhân 1 cộng r cộng thêm m đấy chúng ta có bằng này là sau một tháng ví dụ ngày mùng 1 tháng 2 mà chúng ta đi gửi số tiền a thì đến cuối tháng 2 chuẩn bị sang ngày mùng 1 tháng 3 thì chúng ta sẽ có số tiền này và ngày mùng 1 tháng 3 chúng ta lại gửi thêm m triệu vào nữa bởi vì trong cả tháng 2 chúng ta đã tiết kiệm rồi mà. Dư ra được m triệu thì gửi vào đây, vậy là cộng thêm m. Và cái này sẽ làm gốc cho tháng tiếp theo. Mở ngoặc, à? cái này là gốc cho tháng tiếp theo. Thầy nói dài dòng để cho bọn con hiểu thôi. Ừ, ai mà hiểu rồi thì tua qua nhá. Một lần nói với nhau thì phải nói kỹ, không nói lan man uh, Lớt phớt rồi lại không hiểu mất công. Tiếp tục này, sau 2 tháng tính từ đầu đấy tức là thêm một tháng nhé thì có cái gì thì có là a nhân một cộng r cộng m là cái gốc xong rồi lại lấy cái này nhân với một cộng r đúng không nào cứ gốc với lãi thì là nhân với một cộng r công thức là thế mà vậy mình nhân cái này ra thành a nhân một cộng r mũ 2 cộng m nhân với một cộng r rồi mình lại gửi thêm m đấy cuối cái tháng tiếp theo ấy thì lại có bằng này rồi lại gửi thêm m thì sẽ có gì? A nhân 1 cộng r mũ 2 cộng m nhân 1 cộng r rồi cộng thêm m. Đấy, bắt đầu manh nha nhìn ra công thức chưa? Thêm một cái dòng nữa này, sau 3 tháng. Sau 3 tháng thì sẽ có cái gì? Lại lấy cái phần gốc này là A nhân 1 cộng r bình phương cộng m nhân 1 cộng r cộng m tất cả nhân với 1 cộng r. Cứ cả gốc và lãi thì nó như vậy Và cái này chép ra nó là A nhân 1 cộng R mũ 3 Cộng M nhân 1 cộng R mũ 2 Cộng M nhân 1 cộng R Rồi mình lại làm gì? Mình lại gửi thêm M Gửi thêm M Thì mình sẽ có là A nhân 1 cộng R mũ 3 M nhân 1 cộng R mũ 2 M nhân 1 cộng R và cộng thêm M Đấy Bây giờ bọn con đã nhìn ra công thức chưa? chốt lại công thức nó như sau để xóa nha xóa cái phần này đi đây chốt lại sau n tháng hay là n kỳ hạn đấy thì chúng ta sẽ có hai chấm a nhân một cộng r mũ n m nhân một cộng r mũ n trừ một m nhân một cộng r mũ n trừ hai cộng chấm 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 cộng n nhân 1 cộng r sau n tháng thì có bằng này nhưng mà chúng ta m chứ sao lại n thì chấp nhầm được chưa và nếu chúng ta không gửi thêm m nữa thì thôi nhưng nếu chúng ta vẫn gửi thêm m thì công thức sẽ là gì vẫn gửi thêm m nhá vẫn gửi thêm m theo như thống nhất từ ban đầu thì chúng ta sẽ có A nhân 1 cộng R mũ N Cộng M nhân 1 cộng R mũ N trừ 1 Cứ như vậy theo công thức Cộng chấm chấm M nhân 1 cộng R cộng M Xong Cuối tháng rồi gửi thêm M Đấy là quy định Kể cả gửi xong mai ta rút Thì công thức nó như thế này Còn nếu như chúng ta đọc đề bài Mà thấy người ta nói rằng là đến cuối cái tháng đấy Ví dụ cuối cái 10 tháng ấy Hôm nay chúng ta sẽ đi rút Và mở hoặc thêm là chúng ta không gửi thêm M triệu nữa vì đằng nào cũng rút tiền ra rồi gửi thêm làm gì nữa Thì chúng ta sẽ không có cái đoạn cộng mờ này Các con phải lưu ý nhá Được không? Cái đoạn cuối ấy là Cái tháng ấy, cái tháng cuối cùng mà chúng ta chuẩn bị rút ấy Nó có hai tình huống Một là chúng ta vẫn gửi thêm mờ theo quy định Rồi kể cả gửi xong tí nữa ta rút Thì cũng vẫn được Bởi vì đấy là quy định chúng ta thống nhất là đã gửi thêm mờ Tiết kiệm mà Thì cộng mờ còn nếu như mình lại hiểu là thôi được rồi đằng nào thì hôm nay cũng là ngày cuối tháng chúng ta ra chúng ta rút tiền và chúng ta không gửi thêm m triệu nữa thì đằng nào trả tiền của mình mình đút trong túi quần rồi, mình rút thôi. Thế thì ta sẽ lấy cái dòng trên. Mọi người có hiểu không? Nhá, phải chú ý cái này, hết sức chú ý. Tí nữa thầy sẽ ghi thêm cái đấy ra ra, ra 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 bảng. Còn bây giờ chúng ta đang xử lý cái công thức này đã. Bởi vì nó liên quan tới cấp số nhân. Đây này. Tại sao thầy nói nó liên quan tới cấp số nhân là bởi vì thế này. Cấp số nhân U1, U1 nhân Q u1 nhân q bình phương chấm phải chấm chấm cho đến u1 nhân q mũ n 1. Thì chúng ta phải hiểu rằng chỗ này là chúng ta có bao nhiêu số hạng? Chúng ta có n số. Đấy, n số. Thực chất nó là u1, u2, u3 chấm chấm cho đến un đấy. Thế thì cái sn ấy bằng tổng tất cả các u. Ở phần cấp số nhân chúng ta học có công thức là gì? u1 nhân 1 trừ Q mũ N trên 1 trừ Q Nhắc lại cấp số nhân Thế bây giờ vào bài này nó bằng cái gì? Nó bằng A nhân 1 cộng R mũ N cộng M ra ngoài Bên trong là 1 cộng R mũ N trừ 1 Cộng 1 cộng R mũ N trừ 2 Cộng 1 cộng R và cộng với 1 Thì chính cái trong ngọc vuông này này Nó lại là cấp số nhân Mà U1 thì bằng 1 Q thì bằng 1 cộng R Và có N số Đúng chưa? Vậy thì chỗ này sẽ là A nhân 1 cộng R mũ N Cộng với M nhân M nhân với à, Công thức là gì? U1 đâu? U1 nhân 1 trừ Q Mũ N Trên cho 1 trừ Q Đó, công thức đó Thế rồi muốn viết cho nó đẹp đi một chút Mình xử lý cái chỗ này này Chỗ này là trừ R đúng không Thì mình đổi dấu trừ lên trên Bỏ số 1 này đi Thì sẽ là A nhân 1 cộng R mũ N Cộng M nhân 1 cộng R mũ N trừ 1 chia R Đây chính là bằng số tiền T Công thức đây đóng khung Nhá, số tiền T nhưng vẫn phải chú ý với chúng ta là gì? Ý thứ nhất Đó là Khi Vẫn gửi Vẫn gửi vào M Ở Cuối Cuối Cái tháng Cuối cái tháng Thứ N Con nhớ cho thầy nha nhá Gì đây? vẫn gửi vào M triệu ở cuối cái tháng thứ N Còn nếu không gửi M thì chúng ta sẽ xóa cái M này đi cho thầy Thì chúng ta chỉ tính từ đây hất lên thôi Thì lúc đó nó không có con số 1 này nữa Mọi con hiểu không? Không có con số 1 này nữa Thì cái U1 của nó không phải là một Mà U1 của nó phải là một cộng R Hoặc là không thì ta cứ lấy công thức này cũng được Người ta trừ đi M cũng được Ta lấy công thức này trừ đi M nếu như mà ta không gửi mở ở cuối tháng Được chưa? Thì tại vì gọi là bài nâng cao Nên là nó hơi lằng nhằng như thế Chứ còn bài cơ bản thì lại chẳng có gì phải nghĩ Cứ công thức mà dã vào thôi Được chưa nào? Ok Còn gì thắc mắc thì lại viết trong phần bình luận Thầy sẽ giải đáp cho chúng ta